Tại bóng bao đi sẽ bắt đầu bấm giờ nè. Thì bây giờ em có một cái thử thách cho anh. Khi mà máy bay bắt đầu cất cánh chuyến đầu tiên lên cho tới khi mà máy bay hoàn thành được 1 hecta đầu tiên sẽ là tốn bao nhiêu phút hả? Ok. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để cất cánh mà chúng ta sẽ chốt lại thông số một xíu ha. Tốc độ quay sẽ là 900 vòng trên phút. Đấy. Tốc độ bay của máy bay là khoảng 9 mét trên giây vì trời là cũng đang hơi có gió một xíu. Lặn khuôn là khoảng 8,5 m và chiều cao khuôn là 4 m. Mình sẽ bay là 48 kg trên 1 hecta. Bây giờ thì mình bắt đầu 3 chuyến đầu tiên nha. Thì sẽ bắt đầu bấm giờ nè. Minutes later. Ok mọi người, thì bây giờ là anh Xuyên vừa hoàn thành chuyến bay cuối cùng rồi. Và tuy nhiên máy bay đã nhanh chóng là để các anh em phi công dọn đi rất là nhanh để mà mình chuẩn bị chương trình đó đi đến tiếp theo. Thì đồng hồ bấm giờ của Huy là Huy dừng lúc nãy là đúng là khoảng là 21 phút và 47 giây. Thì mình đã hoàn thành một cái miếng ruộng là khoảng là 3,2 hecta ha. Thì mình tính trung bình là 1 hecta là mình mất khoảng là 6,8 phút. Đấy, 6,8 phút cho việc mà chúng ta vừa cất cánh này, chúng ta vừa bay ra điểm bắt đầu, chúng ta vừa bay vào, chúng ta vừa thêm phân thay pin thì tổng cộng là mất khoảng 6,8 phút. Hiện tại thì Huy và anh Xuyên đang có mặt ở một mảnh ruộng mới để chúng ta tiếp tục công việc ngày hôm nay, đó chính là chúng ta sẽ phun thuốc ha. Và bây giờ đang là, đây mọi người có thể coi là 15:36 thì chúng ta vừa tới nơi thôi. Thì bây giờ chúng ta hãy để xem là sau khi mà chúng ta bay xong mảnh ruộng này thì sẽ là mấy giờ nha. Bây giờ là 16:12 và anh Xuyên đã vừa hoàn thành chuyến bay cuối cùng của mình ở phun thuốc trên phun thuốc ốc và chúng ta cũng đã hoàn thành luôn 5 hecta. Thì đó là một tốc độ, một thời gian rất là nhanh ha. Và hy vọng là các anh em phi công mà sau khi theo dõi những cái clip này thì mọi người sẽ có thêm được những kinh nghiệm cho bản thân, cũng như là nếu mà mọi người có những thắc mắc thì hãy liên hệ với nhà thì sẽ hỗ trợ hết mình. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp